V-League 2023 đã bước vào chặng cuối của mùa giải và thật may khi nhà vô địch vẫn chưa lộ diện và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có vòng đấu cuối cùng trong sự chờ đợi và hồi hộp với khoảng cách chỉ 2 điểm giữa đội đứng thứ nhất và đội đứng thứ hai. Công an Hà Nội sẽ tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải V-League 2023. Cùng giờ thì trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC sẽ thi đấu với Viettel. Với tính chất quan trọng của cuộc đua đến danh hiệu vô địch thì công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ được áp dụng cho trận đấu giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Ngoài ra, trọng tài ngoại cũng sẽ được làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel. Trở lại với sân Hàng Đẫy, trước vô địch chỉ cách Philip Nguyễn và các đồng đội 90 phút nữa nếu như đội bóng ngành công an không thua trước đội khách đến từ xứ Thanh. Vì khi Công an Hà Nội bị cầm chân thì Hà Nội FC buộc phải đánh bại Viettel với cách biệt lên tới 6 bàn, một tỷ số không tưởng. Công an Hà Nội đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2023 với 38 bàn. Hàng thủ của họ cũng để thua ít thứ 3 tại nhóm đua vô địch. Vì thế, trên giấy tờ thì Đông Á Thanh Hóa không phải thử thách quá khó đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại. Tuy nhiên, danh hiệu cúp quốc gia lần đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Vilesa Pompok sẽ là liều doping sức mạnh cho đội bóng của xứ Thanh. Nhất là khi giành 3 điểm tại sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa có khả năng sẽ đạt tấm huy chương đồng. Lê Phạm Thành Long, trụ cột không thể thay thế của Đông Á Thanh Hóa, nhiều khả năng sẽ đổi áo vào mùa giải tới. Bến Đỗ chính là đội bóng mà anh sẽ chạm trán vào chủ nhật này. Nếu vô địch vào ngày 27 tháng 8 tới, Công an Hà Nội sẽ là đội bóng đầu tiên tại V-League 1 vừa lên hạng nhưng đã là tân vương. Sự bổ sung tiền tấn cho Philip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải ở giai đoạn 2 dù cho hơi loạng choạng ở một vài trận đấu nhưng chính Philip và Hải Con là những nhân tố chính để đem đến thành công cho đội bóng ngành công an. Trọng tài trong trận derby thủ đô với Hà Nội FC và những nghi vấn trong trận đấu với Nam Định trên sân Thiên Trường đã gây ra sự khó hiểu và phần nào uất ức cho các đối thủ đang bám đuổi Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay. Nhưng nếu họ lên ngôi thì cũng rất xứng đáng khi nhìn vào những con người mà họ đã mang về.